Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tối thứ năm hàng tuần. Chương trình kỳ này với sự cộng tác của bác sĩ Phan Hoàng Anh từ Texas. Xin chào bác sĩ Anh. Dạ, xin chào Trà My và xin chào quý khán thính giả. Dạ, cảm ơn bác sĩ Anh trở lại với chương trình trực tiếp. Chúng ta vừa trình bày chủ đề mới ngày hôm nay và sẽ nhận những câu hỏi thắc mắc của quý vị các nơi gửi về trong phần bình luận ngay dưới khung màn hình. Chúng tôi sẽ chuyển đến bác sĩ Anh trả lời trực tiếp. Quý vị và các bạn cố gắng gửi sớm, càng sớm thì câu hỏi của mình sẽ được trả lời trước ha. Dạ, xin mời quý vị bắt đầu chủ đề ngày hôm nay với chúng tôi, nói về một cái chủ đề thời thượng, tại vì ngày hôm nay càng ngày càng rất nhiều người bàn tán về chủ đề này. Nó nằm trong lĩnh vực làm đẹp của phái nữ và ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các mỹ viện cũng như là trên các quảng cáo mà mình thường thấy. Botox và filler để làm đẹp lợi hại như thế nào, lợi nhiều hay không, hại nhiều hay không? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu. Trước tiên mình nói Botox và filler thì nó hai chủ đề, nó nhiều quá, mình sẽ chia nhỏ ra, mình tìm hiểu từng loại trước rồi sau đó mình sẽ có sự so sánh nhé. Nếu mà mình nói là Botox fillers là một trong những cái phương cách để mà làm đẹp, để mà trẻ hóa, để mà như là chỉnh trang lại, cải thiện sắc đẹp mà không cần phẫu thuật xâm lấn á, thì mời chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem là lợi hại của nó lâu dài như thế nào. Dạ, bây giờ trước nhất xin được tìm hiểu với bác sĩ Phan Hoàng Anh, Botox là gì? Nghe nói rất nhiều nhưng mà không biết cái hóa chất này nó có những cái yếu tố như thế nào, nó lấy từ đâu, nguồn gốc như thế nào và nó vận hành với cơ thể của con người ra sao một khi được tiêm vào người, thưa bác sĩ? Dạ, thì nếu mà mình nói về Botox thì cái này nó rất là thông thường. Thì cũng xin chia sẻ với quý khán thính giả rằng là chỉ mới có giờ tuần trước thì Hoàng Anh có đứa có một cô cháu cũng cũng rất là dễ thương và cũng rất là xinh, và cháu mới hỏi rằng là: "Dì ơi, auntie ơi, con bắt đầu con thấy có hơi một vài nếp nhăn rồi, nếu mà như vậy thì con có nên chích Botox hay không?" Mà cô cháu này thì chỉ mới có 20 mấy tuổi mà thôi. Thì lúc đó Hoàng Anh mới giật mình, mới thấy rằng là wow, Botox nó đã lan truyền, nó đã bắt đầu nó đi ra, nó trở thành một cái rất là thông thường với lại cuộc sống của chúng ta, và mình có thể là người nào cũng có thể đã nghe qua Botox một hai lần. Thì nếu mà nói về Botox thì và nếu những mà người mà nói nghe càng nhiều thì nghiện, cũng có nghiện Botox cũng nhiều lắm. Cũng nhiều lắm. Và bây giờ nếu mà mình nghĩ tới hồi xưa, mình chỉ nghĩ tới là để nó ra nó trị nhăn. Khi một người nào có bị nếp nhăn thì sẽ bắt đầu đi chích là những người, một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi 50 tuổi, nhưng bây giờ đi xuống tới cho những cái người phụ nữ khoảng chừng 20 tuổi rồi thì mình mới biết được rằng là nó popular, nó nổi tiếng tới mức độ như vậy. Thì Hoàng Anh cũng không muốn lấy quá nhiều thời gian để mà nói về cái lịch sử của Botox hoặc là nói về cái y khoa hay khi nào nó qua. Hoàng Anh chỉ nói tóm tắt lại là cái Botox á, nó sẽ nói là cái toxin mà của cái con bacteria gọi là Clostridium botulinum nó làm ra, nó là cái neurotoxin. Nó block cái neurotoxin, nó block cái acetylcholine để mình đưa vô những cái dây thần kinh của chúng ta. Cho nên một khi mà nó vô cái đó, nó block đi, nó làm cho cái người bị tê liệt đi. Cho nên những cái người nào mà hồi xưa bị những cái poison do ăn uống không có kỹ lưỡng, những cái đồ ăn, thức ăn mà ở trong cái gọi là cái canned food đó, thì họ có đưa ra những cái toxin đó và nó sẽ làm cho những cái em bé sẽ bị liệt, bị bệnh liệt, gọi là cái flaccid baby syndrome. Thì từ từ người ta mới lấy ra, từ từ người ta mới nghiên cứu về cái con bacteria này, về cái neurotoxin của cái con bacteria này đưa ra, thì người ta mới thấy được rằng là không những là nó là một cái loại thuốc độc rất là mạnh, nhưng mà nếu mà chúng ta lấy ra một cái rất là nhỏ, khoảng chừng năm 1980 mấy, thì có một người bác sĩ ở bên đây mới chế ra một cái loại đó, trở thành một cái loại thuốc mình đưa vô cái đồ lượng rất là nhẹ, thì chúng ta sẽ có trị được những cái loại bệnh mà do giống như là sau khi chúng ta bị tai biến mạch máu não mà đưa ra những cái muscle nó bị co thắt, nó gọi là spasm, làm cho rất là đau đớn. Thì khi mà mình chích vô cái đó thì nó bớt đi những cái đó. Và từ từ những cái người đó lại thấy rằng là khi mà họ chích vô những cái thứ như vậy hoặc là thì người ta lại bớt nhăn, và người ta lại những cái người mà bị những cái bệnh mà đau nhức, bị migraine, những cái bệnh nhức đầu kinh niên thì người ta cũng bớt. Và từ từ người ta mới thấy là ô, nếu mà như vậy thì mình có thể chế nó ra trở thành một cái loại thuốc rất là đặc biệt, và đó là tại sao chúng ta có được cái thuốc Botox của ngày hôm nay. Nói tóm lại, Botox là một dạng chất độc chứ không phải là, như bác sĩ nói là toxin, nó là một chất độc từ vi khuẩn, cho nên là nó có cái tác dụng độc đây, nhưng mà nếu mà xài một liều lượng nhỏ thì nó có tác
dụng đáng kể, mà đặc biệt là trong cái lĩnh vực làm đẹp đó thì nó giúp ngăn cái độ nhăn da hoặc là ngăn những cái vết chân chim. Nhưng mà làm sao mà nó ngăn được thưa bác sĩ? Cái cơ chế hoạt động của nó như thế nào? Thì nếu nó mà mình khóa nghĩ nó tới khóa cái lại vết nhăn, thì cái này là nó chỉ có trị được cái những cái nếp nhăn mà do cái muscle, do cái cơ bắp của chúng ta làm ra, giống như là những cái nếp nhăn ở trên cái hai cái mi mắt của chúng ta, người ta thường gọi nó là cái nếp nhăn số 11. Đó là tại vì mình cứ mỗi lần mình suy nghĩ thì mình nhăn cái chỗ này lại thì nó là những cái nếp nhăn đó. Cho nên những cái nếp nhăn mà do cái muscle, khi mỗi lần mà chúng ta giống như chúng ta cười, những cái muscle đó nó activate, thì qua một cái thời gian dài nó sẽ để lại những cái đường, cái nếp nhăn đó. Cho nên người ta mới nói rằng là khi mà mình học một cái khuôn mặt của một người lớn tuổi, mình sẽ thấy được cái người đó buồn nhiều do cái nếp nhăn của buồn, hay là cái người đó vui nhiều trong cái nếp nhăn của cười nhiều. Thì là nó block những cái đó, là tại vì khi một khi mà mình chích vô những cái cơ bắp, những cái bắp thể của mình, thì nó block cái neurotoxin gọi là cái acetylcholine, thì cái nó block cái đó, cho nên là cái muscle của mình nó giống như là nó bị tê liệt một cái thời gian ngắn. Thì cho nên là cái bắp, cơ bắp đó của mình nó tê liệt, nó không có làm cho nhăn nó lại được, cho nên nó relax cái muscle đó, thì cho nên chúng ta mới bớt nhăn. Còn những cái nhăn á, mà do gravity, do thời gian dài mà nó sệ xuống, vì mình mất cái chất mỡ, cái chất elastic, cái chất co thắt của da của mình, thì nó lại không có trị được. Cho nên nó là hai cái loại, đó là tại sao mình lại có filler, cho nên nó là hai cái loại nhăn khác nhau. Ok, bây giờ mình nói Botox trước, một lát nữa mình tìm hiểu về Mình filler sẽ là một nói cái về filler. một cái liều thuốc trị cho những cái loại da chảy xệ phải không? Còn Dạ đúng còn vậy, thì đó Botox là loại hoặc là nhăn như khác. bác sĩ nói đó là nó hoạt động dựa trên cái cơ chế là nó khóa mấy cái tín hiệu thần kinh ở những cái vùng cơ. Một khi nó khóa như vậy đó thì những cái vùng cơ đó coi như là bị gián đoạn, bị tê liệt rồi, thành ra không còn Bị xếp lại, tê không liệt còn một nhăn được thời nữa. gian ngắn. Dạ. Nhưng mà cái sự khóa chặn này đó, cái sự gián đoạn này đó là vĩnh viễn luôn hay là chỉ mà tạm thời một thời gian thôi, sau đó nó lại trở lại, kích hoạt lại trở lại? Nó lại quay trở lại. Thì cái Botox là tại vì cái độ lượng của nó đã đưa qua được lab để mà nó chế tạo trở lại, cho nên nó rất là an toàn. Tại mình thiệt ra nếu mà mình nghĩ tới mình khóa một cái nào, mình làm tê liệt một cái nào mà vĩnh viễn thì nghe cũng hơi sợ thiệt. Thì cái này nó đã làm ra, và cái độ, cái chất độ của nó rất là nhỏ, cho nên là nó chỉ có làm được cái effect của nó chỉ có khoảng chừng 2 tháng cho tới 4 tháng mà thôi. Và người ta nói maximum mà nhiều lắm thì chỉ có thể đi lên được tới khoảng chừng 6 tháng mà thôi. Cho nên là những người chích đó thì thường thường là người ta khuyên rằng là sau khi mình chích thì khoảng chừng 3 hoặc là 4 tháng thì đều phải quay trở lại để mà chích trở lại. Wow, như vậy đó là chỉ có tác dụng tạm thời, cũng giống như một miếng thuốc dán, mình dán lên rồi sau đó là phải làm lại. Như vậy không lẽ là mình cứ phải chích hoài, nếu mà cứ vài tháng nửa năm chích một lần, mà kéo dài trong một cái thời gian năm này qua tháng nọ thì có tác hại gì không thưa bác sĩ? Thì theo người ta nói á, thì là cái thuốc thì rất là an toàn, người ta chích năm này qua năm khác, cái thuốc thì không sao hết. Nhưng mà cái muscle của mình, cái cơ bắp của mình, khi mà mình chích nó nhiều quá, cái này là mình nói là năm này qua năm khác chứ không phải là qua một cái thời gian lâu, thì mình cứ nghĩ đi, giống như cái bắp thịt của mình, những cái cơ bắp của trên cái người của mình muốn giữ nó căng. Những cái người nào mà tập thể thao muốn giữ cho những cái cơ bắp của mình tốt mà căng thì biết rằng là mình cứ phải hoạt động hoài, tại vì một cái thời gian mình không có hoạt động nó thì nó sẽ nhỏ đi và nó sẽ giãn ra, mình sẽ mất đi cái cơ bắp, cái bắp thịt đó. Thì những anh chàng nào mà tập thể thao nhiều đều sẽ biết cái chuyện đó hết. Thì bây giờ mình cứ nghĩ lại, cái cơ bắp của mình ở trên mặt của mình cũng như vậy, khi mà mình chích nó một thời gian dài quá, nó không có co thắt được thì nó sẽ không có giữ được cái độ co thắt của nó cũng sẽ không có lớn được, và từ từ nó sẽ nhỏ đi. Thì người ta gọi cái đó là cái atrophy. Và khi mà nó nhỏ đi như vậy thì nó sẽ gọi là nó distort cái feature của cái khuôn mặt của mình, nó sẽ thay đổi đi cái khuôn mặt của mình, tại cái muscle của mình nó nhỏ đi, thì nó sẽ người ta lại nói rằng là nếu mà xài lâu quá có thể lại làm cho mình nhìn thấy già đi, tại những cái cơ bắp đó nó lại mất đi Tại vì nó thay đổi, nó làm biến dạng khuôn mặt phải không? Dạ. khuôn mặt của Dạ, cứ giống mình. như là phình lên xẹp xuống, hoài thì nó cũng biến dạng những cái vùng cơ bắp đó. Dạ. Mà những cái cơ bắp đó một thời gian dài sẽ yếu đi hẳn đi và sẽ nhỏ trở lại nữa. Nếu mà nó yếu như vậy thì nó có ảnh hưởng tới cái chức năng của gương mặt, ví dụ như cười có còn tự nhiên hay không, hay là dạ có con mắt của mình Đúng có bị vậy, căng giãn như thế nào không?
Thì có nhiều người nói rằng là nếu mà cơ bắp của mình nó yếu đi một thời gian thì đó là tại sao có những cái người bây giờ của chúng ta thì mỗi một thời đại đều có một cái nét đẹp khác hết. Thì người ta có một cái nét đẹp là cái khuôn mặt nó hơi nhọn nhọn ở đây tí, người ta không có thích cái những người mà có cái muscle ở hai bên đây nó quá lớn đi thôi. Thì người ta sẽ chích vô trong cái chỗ cái muscle đó hàng ngày, cứ chích hoài, chứ cứ mỗi 3 tháng 4 tháng cái chích hoài. Và thiệt là nhiều năm thì nó sẽ nhỏ đi cái muscle đó. Nhưng mà nếu mà cái muscle đó, cái cơ bắp nó nhỏ đi sẽ làm cho người ta cảm thấy rằng là người ta có thể bị drooling, có nghĩa người ta có thể chảy nước miếng ở bên đây, hoặc là khi mà người ta nhai cái cơ bắp đó nó yếu đi rồi thì người ta nhai nó, người ta sẽ yếu đi những cái lúc mà mình cần phải ăn uống, mình cần phải nhai những cái đồ gì thì nó yếu đi hẳn, là tại vì cái bắp thịt đó của mình nó yếu đi. Như vậy là coi như là tác dụng phụ cũng đáng kể, chứ không phải là chỉ đơn giản là làm đẹp mà gọi là có thể tiêm bồi hả, coi như là lần này qua lần khác. Thưa bác sĩ, bây giờ nói về Botox á, thì như bác sĩ nói là nó chỉ trị những cái vùng, những cái vết chân chim hoặc là những cái vết nhăn. Như vậy thì đặc biệt là sẽ sử dụng cho vùng trán hoặc là vùng đuôi mắt hoặc là vùng Dạ dưới đúng vậy. con mắt. Dạ. Thường 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 khi mà mình dùng dây sắc đẹp thì là thường thường người ta sẽ dùng từ ở trên cái chỗ gọi là hai cái phần ba của cái khuôn mặt của chúng ta nhiều hơn. Thì là phần đông á, là phụ nữ là sẽ có những cái nếp nhăn ở trên trán, hoặc là phần đông chúng ta đều có nếp nhăn, là tại vì mỗi khi mà chúng ta suy nghĩ hoặc chúng ta cười, chúng ta này nọ thì chúng ta sẽ có những cái nhăn ở gần cái con mắt của chúng ta. Cho nên là hai cái quan trọng nhất người ta ưa làm là ở hai cái chỗ này, nó gọi là cái đường 11, và những cái gọi là cái crow feet là những cái chân của con quạ nó ở ngay cửa chỗ cái mắt. Thì là những cái đó là chị rất là dễ, và người ta thường chích vô một cái độ lượng của Botox, một unit nó ít để mà nó làm relax thì nó căng ra cái chỗ đó. Dạ, nhưng mà sau 3 tháng hoặc sau 6 tháng mà cái chất Botox đó nó hết rồi, nó hết công dụng rồi, nó tan biến đi rồi, thì mọi chuyện nó trở lại như ban đầu trước khi chích hay là nó tệ hơn? À, mọi chuyện nó trở lại như ban đầu lúc chưa chích. Và người ta nói rằng nếu mà mình chích nó nhiều lần thì nó có thể rằng là mình có thể kéo dài ra hơn, thì cái effective của nó tốt hơn. Thì người ta nói rằng là nó có thể giúp cho chúng ta một thời gian dài bớt nhăn của cái chỗ đó, và tại vì cái da của chúng ta cứ nhăn nó hoài thì là nó sẽ làm cái đó. Nhưng mà cái khác mà mình có thể nhìn tới đó là nó có thể làm cho cái muscle, cái bắp thịt của chúng ta yếu đi. Cho nên là một khi mà cái bắp thịt nó yếu đi thì nó là cái một thời gian rất là dài, có nghĩa là ở năm này qua năm khác mà mình cứ chích hoài thì nó mới ra cái hiện tượng đó. Nhưng mà nếu mà người ta cũng có một cái khác nữa, người ta thấy khi mà cái muscle, cái bắp thịt của chúng ta không có yếu đi thì nó lại một cái thời gian ngắn nó lại giúp cho chúng ta gọi là prevention, có nghĩa là bớt cái nhăn, là tại vì khi mà mình cười nhiều quá năm này qua năm khác thì cái làn da nó làm nó sâu lên cái nếp nhăn. Cho nên nếu mà chúng ta làm cho cái bắp thịt đó nó tê đi, nó không có làm cho nếp nhăn thì chúng ta sẽ mất, nói thí dụ nếu như mà một người mà phải mất 5 năm để mà cho trở thành cái làn nhăn đó thì cái người này sẽ phải mất tới 8 năm khi họ chích cái Botox đó để trở thành một cái làn nhăn nó lâu như vậy. Cho nên người ta nói rằng là Botox cũng có thể gọi là prevention, có nghĩa là bớt làm cho chúng ta chống cái độ nhăn. Dạ, nhưng mà cái tác dụng phụ như nãy bác sĩ cũng có nói, tức là nó làm yếu cái cơ và nó có làm Cơ biến dạng, làm dị dạng cái khuôn mặt của mình, là vì những cái cơ mình. nó cứ bị xì xẹp, lồi lõm, nó bất thường, nó bị Dạ. chai đi, dạ bị tê liệt. Bệnh Dạ, với cái tác dụng làm trẻ hóa da nhưng mà chỉ mang tính tạm thời như vậy đó, thì những lưu ý khi mà cân nhắc sử dụng Botox, thì xin bác sĩ cho biết những cái tác dụng phụ khác, những cái điều cần lưu ý khác khi cân nhắc sử dụng cái liệu pháp này. Thì nếu mà chích Botox thì tại vì Botox nó là một cái chất, một khi mà chúng ta chích một cái dose nhỏ vô thì cái Botox nó sẽ lan ra khoảng chừng 2 cm. Thì nếu mà chúng ta nghĩ tới cái vòng tròn đó thì sẽ khoảng chừng nó là 2 cm diameter, đó là cái độ ngang của nó. Thì khi mà mình chích vô cái đó thì mình sẽ biết được rằng khi mà mình chích vô cái đó thì mình phải coi chừng những cái bắp thịt khác nó có lan ra hay không. Thì khi mà chích vô thì đừng có nên xoa cái chỗ đó lúc mà mình về, tại vì khi mình xoa nó, mình có thể đẩy cái thuốc đó nó đi ra những cái chỗ khác thì nó có thể làm cho mắt chúng ta sụp xuống, hoặc là một bên nó méo hơn là một cái bên kia, hoặc là chích nhiều quá ở trong những cái chỗ cái đường lằn chỗ này thì người ta có thể bị tê liệt, và người ta khi một thời gian ngắn người ta ăn thì cái muscle ở chỗ này nó không có giữ lại được thức ăn, thì nó có thể làm cho người ta khi người ta uống người ta cứ chảy nước uống của người ta ở chỗ này hoài, hoặc là người ta sẽ cảm thấy rằng là một bên nó paralyze đi, khó ăn uống. Và những cái tác dụng phụ khác của nó là qua một cái thời gian
Botox nó cũng có khoảng chừng 1%, có những người sẽ develop cái gọi là cái antibody với cái chất Botox, có nghĩa là nó phá đi tự cái cơ phản năng của mình, tự cái immunity của mình đó, là cái kháng thể của mình, nó sẽ phá đi cái chất đó nữa, cho nên là nó sẽ làm cho chúng ta có thể bị allergy, bị dị ứng với thuốc đó, làm đỏ mặt, bị sưng mặt, hoặc là nó không có còn effective được nữa. Thì đó là những cái mà tác dụng phụ, cho nên là khi mà người ta chích những cái đường vàng 11 đó, thì những cái người mà có kinh nghiệm thì họ sẽ biết là họ phải chặn cái chỗ đó lại như thế nào để nó đừng có đưa đi xuống, để mà cho tự nhiên cái mắt của mình nó sẽ sụp xuống. Đó là một cái mà nếu mà mắt của mình sụp xuống khoảng chừng 2 cho tới 4 tháng thì nó sẽ quay trở lại bình thường, nhưng mà không ai muốn rằng là mình cứ bị chảy nước miếng nước nước miếng một bên khoảng chừng 2 cho tới 4 tháng, và ai cũng không ai muốn bị sập một mí mắt sụp xuống khoảng chừng 2 cho tới 4 tháng. Thì đó là những cái mà chúng ta phải canh chừng khi mà mình chích thuốc đó. Dạ vâng, thưa bác sĩ, bây giờ có câu hỏi của thẩm mỹ Lily, đó là Botox dùng thường xuyên có được hay không bác sĩ? Có phải nghỉ giãn cách hay không trong mỗi lần dùng? Thì lúc ban đầu giống như hồi nãy Hoàng Anh kết thưa đó, là Botox, cái thuốc Botox người ta có thấy là dùng nhiều năm, 10 năm, 20 năm thì nó rất là an toàn. Chỉ có điều rằng là mình còn nên nghĩ tới rằng là nếu mà mình xài nó lâu tới mức độ vậy thì mình phải coi chừng cái cơ bắp của mình nó bị yếu đi, nó bị nhỏ đi trở lại, thì nó sẽ làm dị dạng cái khuôn mặt. Còn nếu mà mình dùng nó một thời gian khoảng chừng khoảng người ta nói khoảng chừng 5 năm hay cái gì trở đỡ lại đó, thì actually nó lại giúp cho da của chúng ta bớt nhăn ở trong cái thời gian đó. Thì đó là hai cái mà chúng ta nên coi chừng. Thì thiệt ra người ta thấy á, mỗi lần chích lúc ban đầu chích thì nó không có effective liền, nó khoảng chừng một tuần lễ khi mà mình chích Botox thì mình mới thấy nó có effective. Và khi mà mình chích nhiều lần đi á, thì lúc ban đầu thì mình sẽ thấy rằng là mình phải chích khoảng chừng 3 cho tới 4 tháng, nhưng mà mình chích nhiều á, thì tại vì cái muscle đó nó lại yếu đi vì vậy cái thời gian, cho nên cái thời gian mà mình chích nó lại có thể là nó kéo dài ra trở thành 6 tháng khi mình chích mỗi một lần. Thì đó là cái mà mình có thể chích, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy cái muscle của mình nó bắt đầu nó yếu đi, nó nhỏ đi, cái cơ bắp nó yếu đi thì mình nên ngưng. Nhưng mà cái đó thì mình nói rằng là nó một thời gian rất là dài. Yeah, như bác sĩ có nói là nó có tác dụng sau vài tháng, nhưng mà cũng có tùy vào cơ địa nữa phải không? Có nhiều người Dạ á, đúng chứ. dạ có nhiều người không chịu nó mà gây ra dị ứng, gây ra phản ứng phụ, thì lúc đó coi như là nó không có hiệu quả gì nữa mà nó còn cái tác hại thêm. Dạ. Dạ. Thì thưa bác sĩ, nếu mà nói về Botox á, thì mình cũng thấy là hồi nãy bác sĩ cũng có đề cập tới là nó chỉ ở một cái vùng nào mà mình chuyên trị cái chỗ đó thôi, chứ còn nếu mà nó lỡ nó lan ra, thí dụ không phải là do cái tay mình xoa hoặc là vì bất cứ một lý do nào khác, mà nó lỡ nó lan ra những cái vùng da xung quanh thì cũng là một cái vấn đề nguy hiểm, thí dụ nó làm cho da chảy xệ, những cái vùng cơ xung quanh chảy xệ nữa. Đó là những cái điều cần cân nhắc. Dạ. Cho nên là một người khi mà chích, một người mà họ có kinh nghiệm thì họ sẽ biết là mỗi một cái muscle, mỗi cái cơ bắp sẽ cần ba maximum, cần cao lắm là bao nhiêu unit. Mình không có muốn đi quá cái đồ lượng đó để mà cho nó lại lan qua cái chỗ khác và nó sẽ hại tới những cái cơ bắp của cái chỗ khác. Giống như bên đây mình muốn nâng lên để mà cho nó đều với bên đây, mà mình làm nhiều quá cái nó giật lên trên nữa, thì đó là những cái mà có thể xảy ra. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, như vậy thì cái câu hỏi là tiêm Botox có bảo đảm làm đẹp hay không? Thì cái câu trả lời của giới chuyên môn như thế nào? Tiêm Botox thì không có, thiệt ra nếu mà mình nói rằng là có bảo đảm hay không thì không có một cái gì nó bảo đảm hết. Thì giống như Hoàng Anh nói, có khoảng chừng 1% của những người của chúng ta có gọi là cái antibody, là các cái kháng thể, mình có thể develop kháng thể hoặc là mình đã có cái kháng thể đó, nó phá đi cái chất đó cho nên nó không có effective. Cái thứ nhì nữa rằng là khi mà mình chích Botox á, thì cái người chích cho mình cái đó gọi là cái gì, cái sắc đẹp, thì cái người đó phải biết rằng nếu như mà hai bên, tại vì cái khuôn mặt, khi mà mình nói tới cái khuôn mặt đẹp thì bao giờ mình cũng muốn cái khuôn mặt của mình nó cân bằng một tí xíu, cho nên khi mà mình chích cái đồ lượng nó không có đều đặn với nhau thì một bên nó có thể kéo lên hoặc một bên nó có thể kéo xuống, tại để nút thuốc nó chảy xuống chỗ khác thì nó sẽ làm cho khuôn mặt của chúng ta không có đều đặn. Nhưng mà nếu mà nói tới cái đó thì mình sẽ nói tới kinh nghiệm và mình nói tới là cái cách làm đẹp của mỗi một người và mỗi một người thấy cái nét đẹp nó như thế nào. Cho nên rằng là nếu mà nói chắc chắn có bảo đảm hay không thì mình biết chắc chắn là không có cái gì bảo đảm, nhưng cái phần trăm mà mình nói tới là nó có làm cho cái cơ bắp nó tê liệt đi và nó sẽ làm cho bớt cái nhăn, cái đó là mình chỉ có thể nói rằng là nó là cái hữu dụng của nó như vậy.
Dạ vâng, và tuy nhiên để mà có được những cái tác dụng mà làm thẩm mỹ như vậy đó thì luôn luôn nó có những cái tác dụng phụ, thành ra những cái nguy hại, những cái tác hại hoặc nguy hiểm thì mình cũng đã có trình bày, và tùy cơ địa từng người, tùy cái sự sử dụng cân nhắc của từng người và cái điều kiện của từng người mà cân nhắc sử dụng. Dĩ nhiên là người ta nói cái gì lạm dụng quá thì nó cũng sẽ lợi bất cập hại. Dạ bây giờ mình nói filler thưa bác sĩ, filler là gì? Filler nó khác như Botox là như thế nào? Cả hai cái đều giúp cho chúng ta làm cho cái nó đều là cái để làm đẹp, để mà làm cho bớt nhăn. Nhưng mà bây giờ mình lại nghĩ lại, Botox là nhớ cho cái cơ bắp, những cái nếp nhăn do cái cơ bắp thịt của chúng ta làm ra khi mình cười, khi mình nhăn mặt. Còn filler nó ngược lại, nó lại làm cho chúng ta căng ra những cái chỗ nào mà do thời gian nó làm cho da của chúng ta nó sệ đi, hoặc là nó làm cho da của chúng ta hoặc là cái chỗ nào khi mà mình bớt đi những cái dùng dùng nó gọi là cái fat, có nghĩa là những cái ở dưới cái mi mắt của mình sẽ mất đi những cái mỡ ở dưới đó, cho nên cái da mặt của mình nó không có còn căng lên nữa, thì cái lúc đó chúng ta sẽ là bỏ filler vô, hoặc là cái filler vô những cái chỗ nào mà bây giờ Botox nó không có còn dùng được nữa thì mình sẽ đưa vô, giống như là bây giờ mình làm cho cái cơ bắp nó yếu đi trở lại rồi nhưng mà da chúng ta vẫn sệ, là tại vì qua một cái thời gian da chúng ta bao giờ cũng sẽ lão hóa và chúng ta sẽ mất đi cái dạng co thắt của nó. Và nếu mà ai có nghe cái topic mà Hoàng Anh nói về retin-A thì mình sẽ biết là cái da của chúng ta ở dưới cái dermis nó có những cái chất nó để là moisture, những cái elastin, những cái nó smooth out, thì cái thời gian già đi mình lão hóa mình sẽ mất cái đó, thì cái đó lúc đó là lúc chúng ta cần cái filler đưa vô. Cho nên một khi mà một người nào mà làm, họ có thể vừa chích Botox vừa làm cái filler để mà cho cái khuôn mặt của chúng ta nó có thể quay trở lại khi chúng ta khoảng chừng 30 tuổi hoặc là khi chúng ta 20 tuổi. Dạ, như vậy có thể hiểu nôm na đây là chất làm đầy da để mà giúp trẻ hóa căng da, tức là những cái chỗ nào mà da bị trũng đó thì mình chích vào cho nó đầy lên, cho nó nhìn thấy nó căng mọng, nên trẻ trung lên. Dạ, nhưng mà cái chất filler này là những cái chất nó xuất phát từ tự nhiên, thiên nhiên hay là những hóa chất, nguồn gốc nó như thế nào thưa bác sĩ? Những cái chất này nó cũng vừa có nó có synthetic, nó cũng có là từ thiên nhiên, thì người ta cái mà người ta mà thông thường nhất nó gọi là cái hydrolic acid, đó là cái chất mà mình nghe rất là nhiều, mình thấy rất là nhiều ở trong mỹ phẩm nào hình như cũng có chất hydrolic acid hết, và cái chất đó nó làm cho da của chúng ta nó attract cái moisture, có nghĩa là nó làm cho cái nó lấy những cái chất ẩm của xung quanh để mà đưa lên và nó plump cái da của chúng ta, làm cho da của chúng ta căng lên, thì đó là cái chất là nó thông thường nhất, cho nên mình cứ nghe cái tên gọi là Restylane Juvederm, đó là những cái loại cái thuốc đó. Nó là một cái loại mà chemical mà chúng ta mà mình làm ra. Còn nó có những cái loại tự nhiên nó gọi là collagen mà chúng ta cũng nghe hoài, nó gọi là pig collagen, tức là từ làm cho từ những cái con heo mà được hóa chất ra. Rồi nó có những cái mà chemical, những cái synthetic thì rất là nhiều, cho nên là mình nói rằng là có thể có hai cái. Dạ, từ tự nhiên cũng có mà từ hóa chất làm ra cũng có. Dạ, như vậy thì xin hỏi bác sĩ đó, công dụng của cái filler này là làm đầy da, nhưng mà những cái tác hại của nó là gì? Cần biết thưa bác sĩ. Thì nếu mà mình nói tới cái tự nhiên giống như cái collagen thì để hoàn thư nó với lại cái hydrolic acid đó, thì là cái collagen đó thì nó đưa vô cho, tuy là nó là tự nhiên nhưng mà khi mà mình chích vô thì cái kháng thể của mình nó lại phá đi cái đó rất là nhanh, cho nên là khoảng chừng một tháng sau là chúng ta sẽ thấy nó bị degrading rồi, cho nên là cái Bị xuống collagen cấp thì nó lại không sau một tháng xuống cấp lại. cho nên là mình sẽ thấy nó phá nhiều hơn. Thì cái filler đó thì khi mà chúng ta chích vô thì cái allergic reaction nó nhiều hơn là cái Botox. Và cái thứ gì nữa là Là khi mình dễ chích gây dị vô ứng. đó, với lại khi mình chích vô đó, thì da mặt của chúng ta nó có thể là nó không có đều, nó sẽ nổi lên cục 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 trước rồi từ từ nó mới đều trở lại, và có nhiều người thì nó nổi lên một cục và nó không có tan ra đều trở lại, thì nó lại distort, nó phá đi cái khuôn mặt của chúng ta. Và khi mà mình chích nhiều quá nó cũng giống như Botox, nó sẽ distort cái feature của cái da mặt của mình, tại mình sẽ nghĩ rằng là nó là những cái da mặt của mình, ở trên mặt của mình nó sẽ có những cái fat, những cái chất mà fascia này nọ đó, thì mình đưa vô cái filler đó nhiều quá thì qua năm này qua năm nọ thì nó cũng có thể distort cái feature, cái khuôn mặt tự Làm nhiên biến của mình dạng đi. cái khuôn mặt của mình. Dạ, như vậy thì với một cái câu hỏi là có nguy hiểm hay không, có ảnh hưởng gì không, có hại gì không khi tôi dùng filler, thì giới chuyên gia sẽ trả lời như thế nào?
Thì filler thì cũng rất là an toàn, cũng cũng giống như Botox thì là cái thuốc của nó người ta thấy là an toàn, nhưng mà mình không có thể nào nói được rằng là có một người nào mà có dị ứng với cái thuốc đó hay không. Khi mà mình chích vô nó có ra, nó có làm cho da mặt của chúng ta sưng hay không, hay là dị ứng. Tại vì khi mà mình biết rằng là khi mà da của chúng ta sưng lên thì chúng ta có thể bị nám da, nó có sẽ làm cho cả da khi mình lành trở lại nó có thể làm cho dị dạng da của chúng ta. Và bao giờ cũng có thể rằng là khi mà mình chích vô mà nó vô cái mạch máu, nó có thể đưa tới những cái bệnh mà có do giống như dịch kinh phong cho chúng ta những cái đó. Và khi mà chúng ta chích vô chúng ta chịu không được, chúng ta cũng có thể cảm thấy rằng là mình bị đau nhức ở trên mặt của mình bị sưng mặt của mình cảm thấy mình giống như mình bị cảm cúm một thời gian ngắn. Đó là những cái mà tác dụng phụ của filler và Botox. Dạ, yeah. Botox thì có công dụng chừng mấy tháng, còn filler thì có công dụng như thế nào thưa bác sĩ? Botox thì giống như Hoàng Anh hồi nãy có thưa, thì Botox khoảng chừng 3 tới 4 tháng thì mình đi làm lại, mà một thời gian lâu thì có thể đưa tới cao lắm là 6 tháng. Còn filler thì nó có thể dài hơn, filler có thể đi từ 6 tháng cho tới 2 năm. Cho nên rằng là filler thì nó kéo dài một cái thời gian dài hơn. Và filler chúng ta có thể làm cho môi nó căng lên, còn chưa khi đó Botox thì mình không có thể làm cho những cái đó. Nhưng mà tại vì filler nó lại ở trong cái cơ thể của mình dài hơn, cho nên nếu mà nó bị dị dạng từ filler thì nó sẽ là đi lâu hơn là Botox để mà trở thành lại bình thường. Như vậy là nếu mà nó bị biến chứng đó thì cái biến chứng của cái filler nó là lâu dài. Nó có thể tới 2 năm, và cho nên khi mình nếu mà chích vô mà nó trở thành một cục mà nó không có đều ra trở lại thì mình sẽ phải chịu cái cục đó khoảng chừng tùy cái thời gian khi nào mà nó bớt đi. Chứ không thể lấy ra được, thưa bác sĩ. Thường thường dạ rất là khó lấy ra, tại vì khi đã chích vô rồi khi là nó tan vô trong chỏng thì nó plump lên. Và có những cái loại filler khác nhau là nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc hóa chất á, thì cái công dụng nó có tương tự như nhau không? Hay là thiên nhiên thì tốt hơn? Thiên nhiên thì nó sẽ làm cho da mặt của chúng ta nhìn tự nhiên hơn, thì nó ít nổi lên cục cục hơn. Nhưng mà giống như hồi nãy Hoàng Anh nói là cái peak collagen đó, khi mà mình chích vô thì cái thời gian nó tự nhiên nhiều hơn, nhưng mà cái thời gian của nó ở trong cái cơ thể chúng ta lại ngắn hơn, thì nó sẽ bị phá nhanh hơn. Thì người ta thấy rằng là khoảng chừng 1 tháng là nó bắt đầu nó degrade rồi, có nghĩa là nó bắt đầu Xuống cấp. nó bị đi xuống rồi. Dạ. Như vậy thì nếu mà những người mà làm cái này hoài, tức là cứ 2 năm lại filler một lần, cứ 2 năm lại làm một lần, thì những cái tác dụng phụ nó cũng tai hại không kém gì Botox. Dạ đúng vậy, dạ có thể tai hại hơn nữa. Dạ vâng. À, thưa bác sĩ, câu hỏi của My Hồng lúc này trở lại với Botox, đó là trước khi dùng Botox cần làm những xét nghiệm gì hay không? Nếu mà khách có nhu cầu là có thể chích được hay là phải xét nghiệm máu da như thế nào không? Thường thường Botox thì không có cần phải xét nghiệm gì hết, tại vì thiệt ra thì Botox nó là cái đồ lượng, nó đã được purify, nó đã được làm ra rất là kỹ lưỡng, cho nên với lại cái độ lượng nó rất là thấp cho mỗi một người, cho nên thường thường là không có cần phải đi lab coi coi người đó có bị thiếu máu hay là cái gì hay không, và cũng không có cái lab nào để mà nói cho chúng ta biết được rằng là người đó có kháng thể với cái loại cái chất đó hay không, cho nên là thường thường đi vô là không cần phải coi gì hết. Dạ, câu hỏi của Vũ Trụ Việt là tôi bị bọng mắt, thoa kem thì có hết hay không, hay là nên dùng cái phương pháp nào? Bọng mắt là thường thường nếu mà nó có cái mỡ, cái này là nó có 2 cái lý do của bọng mắt. Khi một người trẻ bị bọng mắt là do cái mỡ nó hơi nhiều, nhưng mà khi mà một người lớn tuổi mà bây giờ càng ngày mình càng thấy cái bọng mắt của mình thì nó lại là khác. Nó là tại vì mình lại mất đi mỡ của xung quanh, những cái mình lại mất đi những cái mỡ của xung quanh đây, cho nên khi mà mình như vậy mình lại đi lấy mỡ của cái dưới cái bọng mắt của mình ra, đó là cái làm ngược trở lại, nó sẽ làm mình càng già đi. Lúc ban đầu thì mình sẽ nhìn thấy rất là đẹp, nhưng mà qua khoảng chừng 1 năm 2 năm thì mình sẽ cảm thấy chỗ đó nó đen và nó sẽ thâm đen và nó sẽ làm mình già đi rất nhiều. Cho nên khi mà muốn trị cái bọng mắt đó mình phải coi coi tại sao nó là như vậy, và thường thường phần đông là do gì chúng ta thiếu cái chất mỡ trên đây, cho nên thiệt ra muốn trị nó lại thì nó lại ngược lại là mình phải bơm vô những cái xung quanh chứ mình không có lấy đi ở dưới cái mi mắt của mình. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thời gian không còn nhiều thì kết thúc chương trình xin hỏi bác sĩ những cái lời khuyên đối với Botox và filler đó thì cần cân nhắc như thế nào, và cái lời khuyên của giới chuyên môn trong việc chăm sóc giữ gìn da như thế nào, vì mình biết đây là những phương pháp làm đẹp tạm thời, nó chỉ có mang tính nhất thời thôi và sau đó là lại trở lại mọi chuyện như cũ, thì những cái lời khuyên cần lưu ý như thế nào thưa bác sĩ? Thì anh cũng xin
Thưa rằng là Hoàng Anh không có văn phòng, Hoàng Anh là làm việc trong bệnh viện, cho nên Hoàng Anh cũng không có quảng cáo Botox hay quảng cáo filler, và Hoàng Anh cũng không có bài bác những cái đó. Có những người muốn thì Hoàng Anh cũng nghĩ con gái mà điệu tí xíu thì cũng dễ thương, cho nên rằng là nếu mà tùy theo mọi người thích thì mình cảm thấy thích, mình cảm thấy mình làm, mình cảm thấy đẹp hơn, mình vui vẻ cuộc sống của mình hạnh phúc hơn, thì cái đó thì Hoàng Anh cũng nghĩ rằng là nên đi làm. Còn nếu mà nghĩ tới thì theo chị, đối với Hoàng Anh, Botox với filler nó giống như là cái band-aid, nó giống như là một cái khi mà mình bị đứt tay mình dán cái đó lên, chứ mình chưa không có trị một cái ở dưới của mình. Thì Hoàng Anh bao giờ cũng nghĩ rằng là chăm sóc da cho chúng ta thật tốt, đó là điều quan trọng nhất. Mình chăm sóc cho cái matrix, có nghĩa là cái da của mình, cái dermis của mình, để mà mình chống nhăn, mình thoa kem dưỡng da, mình ăn uống khỏe mạnh, mình tập thể thao để cho da của mình tốt, thì bao giờ nó cũng tốt hơn là mình đi đi chích Botox hoặc đi chích filler. Nhưng mà nếu mà cái đó nó không xảy ra mà bây giờ mình bắt đầu mình có nếp nhăn mà mình muốn đi chích mà để cảm thấy nó vui vẻ, đẹp gái hơn, dễ thương hơn, thì Hoàng Anh cũng không có bài bác. Thì Hoàng Anh cũng thưa rằng là Hoàng Anh chỉ muốn nói rằng là để chúng ta tìm hiểu hơn cái đề tài này thôi, chứ Hoàng Anh cũng không quảng cáo cho nó và cũng không bài bác nó. Dạ vâng, và mình dĩ nhiên là nhớ là bất cứ một cái phương pháp nào thì nó cũng có mặt lợi mặt hại. Với những cái phương pháp mà can thiệp thẩm mỹ thì càng có những cái hại mà mình cần phải cân nhắc, tại vì nó là con dao hai lưỡi. Thì rủi ro với Botox và filler vẫn là điều không thể tránh khỏi, cho nên mọi người cần cân nhắc rất là kỹ trước khi thực hiện. Và cảm ơn bác sĩ Hoàng Anh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Tuy mình không có nhiều giờ nhưng mà chúng ta sẽ gặp nhau hàng tuần. Quý vị và các bạn có nhiều cơ hội để tìm hiểu về các phương pháp khác chăm sóc da và bảo vệ sức khỏe nhiều hơn với bác sĩ Phan Hoàng Anh từ Texas. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Anh trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn chào mi, cảm ơn quý khán thính giả. Dạ, Trà My thân hẹn quý vị và các bạn vào kỳ sau, tối thứ năm 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt trang Facebook này. Chúng ta sẽ cùng trao đổi, học hỏi và tìm hiểu thêm về những phương cách làm đẹp cũng như là chăm sóc sức khỏe thật tốt. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều và xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.